Nguyễn Hoàng Trung, 29 tuổi, biệt danh là Chun Hack, chủ tiệm xăm hình nghệ thuật, người mẫu ảnh. Đinh Đông, 25 tuổi, quản lý phòng tranh, kiến trúc sư. Nguyễn Thiện Long, 23 tuổi, hiện đang là bác sĩ thú y. Phan Quân Đạt, 23 tuổi, nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Thúy Nguyễn, nghệ danh là Kaka, 22 tuổi, ca sĩ kiêm diễn viên. Nguyễn Thị Thúy Hằng, 21 tuổi, sinh viên marketing. Đinh Thị Phương Trâm, 21 tuổi, chuyên viên tư vấn thẩm mỹ. Nguyễn Bích Du, 22 tuổi, người mẫu ảnh. Tới thời điểm hiện tại, mọi nghi ngờ của Phương Trâm về Đinh Đông đã tan biến. Vậy, liệu tình cảm của cả hai có thể suôn sẻ hơn chăng? Trong thời gian ít ỏi còn lại, Thiện Long sẽ làm gì để giành lấy tình cảm của Phương Trâm? Với việc chưa rõ tâm ý của Bích Nhu, cho nên dù bản thân mình rất thích cô nàng, nhưng Hoàng Trung vẫn có chút dè chừng. Quân Đạt vì thương cho cảm xúc rối bời của Phương Trâm nên đã tự lộ diện là người bí ẩn. Liệu các thành viên khác có đoán ra được cô gái bí ẩn chính là Kaka? Hãy cùng đón xem tập 15 Quá đủ cho một cuộc tình. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tất cả các thành viên Love House mùa 13 và từ đêm qua, theo luật của chương trình thì cả hai nhóm nam và nữ sẽ không được gặp nhau cho đến buổi tỏ tình. Vậy nên, nếu được quyền hẹn hò với một người duy nhất trong lần cuối này thì họ sẽ chọn ai? Ánh mặt trời bắt đầu xuyên qua từng tán lá, để lại bóng cây dưới sân nhà quen thuộc của các thành viên nam tại ngôi nhà chung ở Resort Casa Eco Mekong. Sáng nay có vẻ im ắng hơn mọi ngày khi không còn những tiếng reo hò, vui đùa vang vọng từ nhà nam sang nhà nữ. Và ở trong không gian rộng lớn với nhiều căn hộ như thế này thì có vẻ tìm nơi ở của nhóm nữ còn khó hơn là đi tìm cặp đôi bí ẩn. Vậy nên các chàng trai đành phải lủi thủi đi ăn sáng một mình. Chắc là sẽ buồn lắm đi. 9 giờ hẹn hò, theo mong muốn các bạn. Giờ 9 giờ rồi, chưa ăn sáng. Như cái team này hay bị trễ deadline. Đã qua giờ hết đời ăn, các bạn nữ tự chế mì. Anh em gọi thêm món nên lát đi qua. Anh biết phòng không? Không biết, nhưng mà cứ mang đồ khô, ai kêu chú mang đồ ướt thì ăn. Thôi ăn mì tôm ngon rồi. Anh phải ăn miếng gà đây này. Anh phải ăn miếng gà đây nè. Nói chuyện cũng vui tính dữ anh. Được, anh từ từ rồi. Cái người anh thích mà ăn mì tôm phải sáng sớm anh thích không? Được, được. Người ta là người ta nè, chuẩn bị mặc đồ đẹp đẽ đi ra cho anh chim ngủ. Góc này kia. Hơi lâu lắc lâu lơ mà anh... Thôi ghê. Em ơi, chị dự đoán là không ai tỏ tình với chị. Dễ chân luôn. Thì tất nhiên là sẽ không ai tỏ tình với chị rồi. Tại chị biết, đôi khi mọi người thích ngầm á. Mọi người ngầm rồi, cũng hy vọng, rất mong muốn. Mọi người không có thể hiện nhiều nhưng biết đâu lại có một cái sự bất ngờ đó là tối ngày hôm nay sao mà biết được. Chị cũng rất thích sự bất ngờ đó. Chị Nhu, chị cũng không biết. Chị nghĩ tối nay ai sẽ tỏ tình với chị? Có thể thôi nha. Ừ, có thể thôi, không sao. Dự đoán hình như là chỉ có Chun á. Là chỉ có Chun và Chun thôi. Trong lòng cũng chỉ có Chun và Chun thôi. Anh Chun mà tỏ tình nó có đồng ý không? Đồng ý hay không? Hai nghĩ là Nhu sẽ đồng ý á. Tại vì nó đâu phải là cái gì gọi là... Đâu phải đồng ý, là mình... phải là yêu liền đâu đúng không? Đúng rồi. Ừ. Mình cho đồng người ta tìm hiểu, mình cũng tìm hiểu người ta vậy thôi. Chuyện nguyên được hay không tính sau. Hằng thì sao bé? Lý Hằng mong chờ. Lý mong chờ. Không, em mong chờ những cái sự dự đoán của mình thế nó có chính xác hay không. Ồ, chứ mày là mong chờ người khác tạo thành mình. Không, tôi đã xác định một tâm thế rõ ràng khi đến đây. Chỉ có thể là cặp đối bí ẩn nên là mới kiểu như xác định ngay từ đầu là vô đây chỉ để tự nhiên ai mà xác định trước chương trình vậy đúng không? Đúng. Không, nhầm xác định vô. Ấy là đến đấy người cặp đôi bí ẩn hay nhầm á. Hay thích nhầm lắm luôn á. Trong một trong ba người là cặp đôi bí ẩn, tôi đã biết ai rồi. Thì cũng đã để mình trong ba người. Em cũng nghĩ là một trong ba người luôn á. Hay cũng nghĩ vậy luôn. Mọi người quá ghê gớm, không thể nào mà... Ghê quá à, nứt kỹ quá à. Thì cũng không thể nào nhìn... Sao có thể mà diễn đơ đến như vậy luôn á. Diễn đơ. Kiểu như là diễn hai đơ. Người không thể nào tương tác với nhau luôn, cũng không để cho mọi người biết một cái chút nào manh mối luôn. Chị nghĩ là ai? Chị hả? Tôi cũng nghĩ là á.
Tôi cũng nghĩ là bà hả? Mọi người là nghĩ tôi. Thấy em bí hiểm kiểu gì á? Cái gì nữa? Có khi mọi người ăn cái xong rồi nè. Nhìn tại... mọi người lườm như thế này nè. Mấy lúc có ai phát hiện tôi còn đâu bí ẩn không mọi người? Có ai phát hiện không? Tôi không có để cho mọi người biết rồi nha, kiểu vậy á. Mấy lần tự nhiên mình đang bình thường, đây rất là bình thường trong cuộc sống. Quay qua thấy nó... Trời đau lắm. Cười nó. Không biết nó cố tình hay là nó làm sao rồi. Em bị vậy á, mắt em bị vậy phải có một cái điểm gì đó nhất định để em không, mới suy nghĩ. Không, cái mặt nghi ngờ á. Không phải, chuyển sang phòng tránh coi có ai phát hiện tôi cặp đôi bí ẩn không, không được phát hiện nha. Đừng có giả bộ nữa nữa đó, được rồi. Nghe chưa? Giả bộ đẩy đưa hả? Đẩy đưa người khác là cặp đôi bí ẩn hay chẳng biết là bản thân mình là cặp đôi bí ẩn hả? Tôi là tôi biết hết á. Tôi với Linh Đông là cặp đôi bí ẩn á. Giờ sao? Giờ có tỏ tình không? Đi ra đâu? Cái em nói gì đâu? Hai thanh niên cái ngày đầu tiên luôn mới có 2-3 tiếng đúng không? Hai người là cặp đôi bí ẩn đúng không? Thề luôn, không cặp đôi bí ẩn nào mà lộ liễu ngay từ cái giây phút đầu tiên như vậy. Đâu có lộ liễu gì đâu. Đây là chỉ là cái cách hai người nhìn nhau nó hơi đặc biệt thôi. Em phát hiện cái điều đó. Chị nhìn em cũng đặc biệt như vậy á? Không có. Chị nhìn em cũng đặc biệt giống như nhìn Đông vậy á? Chị nhìn em cũng đặc biệt giống như nhìn Đông vậy á? Chị không hề nhé. Không nghĩ nó phải ứng lại kìa. Như giống như nhìn Đông. Cái gì? Sao cô giống nhìn Đông của tôi? Xem. Nói nha. Mờ lắm nha. Anh mà xuất hiện mà là người bí ẩn mà thằng mà lại người đứng lên thì chắc em khóc luôn á. Anh đoán mà, anh đoán từ hôm qua vậy mà. Thì đó, anh không bất ngờ đâu á. Giờ mà mình chụp lại xong mà gửi lên nhóm cho nhâm thèm chơi thì có quá đáng không nhỉ? đừng. Không nên đâu anh. Đó là toàn thật sự luôn á, anh là gây chiến luôn á. Mọi người sẽ thay đổi suy nghĩ về em hay không? Thì ra trong anh Đông cũng tồn tại một con người như vậy. Ê, bây giờ em nói nha. Nếu mà bây giờ thu điện thoại xong rồi thì cách nào để mình liên lạc với mọi người lấy nước? Là mình rõ cái phòng có điện thoại xe cua mà. Nhớ số chưa? Anh chơi số chưa? Hay là anh gọi vô? Đọc không? Không được. Tập trộn. Cặp đi đâu với anh? Cặp giùm anh. Anh mang cái cho đủ kịp giờ. Thằng ấy hả? Ừ, số 2. Cái đệm ghi là 0931. Một tính ra là đằng nữ cũng bị tịch thu mà gọi cái bẹo gì vậy? Trời, quên nữa. Tuy rất có lòng khi mua đồ ăn cho các bạn nữ, nhưng nhóm nam đành lực bất tòng tâm vì chẳng thể biết nhóm kia đang ở đâu. Còn điện thoại của toàn bộ các thành viên thì lại bị giới hạn sử dụng ngay sau bữa ăn sáng. Bây giờ mọi người ấn tượng với ai xếp tình cảm thử đi. Cao nhất. Tới hiện tại bây giờ chắc là anh Chu anh Chuẩn. Phải là Chuẩn thôi. Phải là Chuẩn là chắc là ai mà Chuẩn nữa. Sau đó là tới anh Đạt. Anh Đạt nhây lầy giỡn với mình nhiều. Rồi tới anh Long. Cũng có nói chuyện với anh Long một lần hẹn hò. Anh nói chuyện, anh chia sẻ cuộc sống của anh á. Thấy anh cũng là người nghiêm túc lắm. Lúc đó là anh nói chuyện trôi chảy chứ không phải là ấp úng rồi bối rối như cái lúc mà nói chuyện tụi mình đâu. Xong cuối cùng là tới anh Đông. Anh Đông là người ít tiếp xúc nhất. Ảnh là người kiệm lời nhất, ít nói, ít chia sẻ nhất. Thì đó, theo cấp bậc là như vậy. Ca, tới ca. Trong bốn chàng trai thì chị xếp Đạt đầu tiên, thứ hai là anh Chuôn, thứ ba là Đông và anh Long. Tại sao là chị lại xếp anh Đạt đầu tiên? Hơi bất ngờ. Tưởng đâu là idol chứ. Hơi bất ngờ tại vì em thấy chị với anh Đạt thì cũng không có tương tác gì lắm. Chị nghĩ là tới khi mà chiều nay mọi người tỏ tình xong thì sẽ hiểu lý do. Mọi người sẽ hiểu lý do tại sao chị lại xếp anh Đạt đầu tiên. Em rất mong chờ. Mặc dù trong quá trình hai đứa không tương tác với nhau, tuy nhiên thì không tương tác chứ không nghĩa là không để ý. Thì đầu tiên là anh Đạt. Thì đầu tiên không nghĩ là anh Đạt là kiểu cái cây hài hước ở trong ngôi nhà chung. Nhưng mà đến bây giờ thì em thấy anh Đạt kiểu như là cái nhân tố quan trọng tạo nên cái sự hài hước cũng như là khuấy động cái tinh thần của mọi người á. Tiếp theo thì là anh Long cũng thay đổi cái cách suy nghĩ của em nhiều về ảnh. Lúc đầu em cũng tưởng như chị Nhu á, em tưởng là ảnh sẽ là cái người mà dẫn dắt mọi người, dẫn dắt cái ngôi nhà chung này một cách kiểu hài hước rồi giúp cho mọi người mở lòng với nhau hơn. Còn anh Chun
thì cái cách nhìn đầu tiên của em và anh Chun cho đến bây giờ thì nó cũng không có khác lắm. Đó là cái lý do mà em xét anh cuối cùng, chứ không phải là ấn tượng yếu hay là gì hết trơn á. Không, ý là không phải là em xét anh Chun cuối cùng bởi vì em không có ấn tượng với anh Chun. Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Không có gì hết. Còn cái gì đã xong thì tính sau. Đã xong thì em nói. Ê, có gì vậy? Để chị mở cho em sao á. Ủa? Ê, có đồ ăn đồ uống cho mình nè. Đồ ăn thức uống bỗng dưng ở ngay trước cửa phòng. Lẽ nào các chàng trai đã điều tra được vị trí bí mật của các bạn nữ? Chúc may mắn đi mấy xua đây. Giờ tụi em có số cái này gọi là con với bạn nữ. Rồi bạn nữ sáng thì chưa ăn gì cả. Thằng mì à? Hy vọng là mấy anh sẽ giúp đỡ em cái việc này. Đây là cơm nha. Đây là trái cây. Bằng hy vọng tâm tư của em điều tra hết anh luôn á. Không phụ tấm lòng của các chàng trai trong ngôi nhà chung, các cô gái ra sức ăn uống rất ngon lành để lên tinh thần cho buổi hẹn hò cuối cùng. Họ đã có đối tượng lựa chọn cho riêng mình, vậy còn nhóm nam thì như thế nào? Thì mình sẽ muốn gặp Nhu một buổi, muốn nói chuyện nhiều hơn về Nhu và kỹ hơn, mà mình muốn biết một vài điều từ Nhu, rồi mình sẽ đưa ra quyết định. Ai đâu ta, không thấy ai hết trơn. Về ai? Không thấy ai hết ta. Không kêu em lại luôn à? Em muốn gì vậy? Để em đi luôn hả? Em muốn gì vậy? Chanh dây. Ngồi không? Hả? Ngồi không? Ngồi không hả? Ngồi không. Ngồi không hả? Ừ, ngồi đây, bỏ dép vậy ra. Nếu em nói không là đuổi em đi luôn đúng không? Bỏ dép ra rồi. Em buồn cười quá. Em buồn cười quá. Vô gì? Biết sao ra đây không? Sao? Nói cho nghe. Không biết à? Nói nghe đi. Đó thì nói chuyện thôi. Đó. Thì nói chuyện thôi. Chỉ nói chuyện thôi hả? Thì nói chuyện thôi, ừ. Anh có suy nghĩ về cặp đôi bí ẩn là một người khác nữa không? Anh vẫn nghĩ là người đó. Tự nhiên hôm qua anh Đạt có biểu hiện hơi lạ lạ ấy. Biểu hiện lạ lạ gì? Rồi anh Đạt cũng trả lời với một bạn mà anh nhắn gửi là đúng, anh em nói điều đó đúng gì đó. Em nghĩ đó là một người nào đó hỏi anh Đạt là có phải là cặp đôi bí ẩn hay không. Cái bây giờ anh Đạt mới trả lời. Em lại không biết anh Đạt với ai, cho nên em lại... Anh Đạt với Ca. Sao anh biết? Đạt Ca hoặc là Hằng Đông. Em cũng có ba rem trong đầu như vậy á. Lời nhắn đâu là em gửi cho ai vậy? Ủa? Sao lại hỏi? Sau này rồi anh biết. Anh tò mò chứ. Tò mò thì sau này cũng biết mà. Sau này là khi nào? Khi chương trình phát sóng. Không biết được. Sao thì biết được? Cũng sắp rồi. Thì kể luôn đi. Kể chi? Có lời nhắn nào gửi trừ cho anh không nhỉ? Không. Ngỏ hả? Không có. Ngỏ luôn? Không có. Ok, phải. Bye. Ừ, thích anh nào chưa? Thích thì bình thường. Có hoặc không? Có. Trả lời gì mà tự nhiên cái y như bị bắt vậy trời. Ừ. Tự nhiên có hoặc không? Không. Hỏi thích anh nào chưa? Có hoặc không thôi. Rồi thẳng vấn đề đi. Cái gì? Anh hỏi mẹ mẹ thôi chứ. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi á, thì anh có cảm xúc nhiều như thế nào với ai, và anh có ý định như thế nào? Anh đang hỏi em mà. Em chưa thấy anh hỏi nên em hỏi trước. Em đã thích anh nào chưa mà? Em nói có rồi. À có rồi hả? Đạp xuống sông luôn bây giờ. Kiếm chuyện với em hả? Thì anh cũng quý mọi người ấy. Kiểu mọi người rất là gần gũi. Như anh nói hôm qua luôn, rất là gần gũi rồi. Tạo cảm giác rất là thoải mái, vui vẻ. Trong đó có mọi người anh rất là quý. Anh quý và anh thích hơn tất cả mọi người khác. Nói thẳng vấn đề đi, lúc nãy em hỏi anh mà anh vòng vo. Anh nói rồi mà. Anh có ý định gì sắp tới? Anh có ý định gì thì hôm nay em sẽ biết chứ. Em có biết gì đâu. Anh phải nói để em biết chứ, em không biết. Em không thích cái kiểu như con trai nói chuyện với em là em tự hiểu, em tự biết. Không. Không bao giờ có chuyện đó. Không, có phải là bây giờ nói xong rồi không bây giờ mình xách đồ đi về đâu. Chứ sao? Buổi chiều vẫn còn có kế hoạch mà. Thì đó em mới hỏi là dự định sắp tới của anh đó. Sắp tới của anh thì đến chiều em sẽ biết mà.
Em chơi đi, em chơi một chút nữa được không? Có thể nói luôn không? Chứ bây giờ anh nói ra còn gì là hay nữa? Chỉ nói cái tựa đề thôi. Em đang mong chờ hả? Em phải có một điều gì đó chắc chắn. Chờ đi, chiều sẽ biết mà. Thì anh nghĩ là em cũng cảm nhận được mà. Anh biết em đang nghĩ gì mà, em cứ chờ đi. Cuộc hẹn cuối cùng ngày hôm nay thì mình thấy khá là hài lòng. Nói chung là có nhiều cảm xúc lắm. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là mình mong chờ ở một điều bất ngờ của anh Chun. Anh về trước nha. Chờ đợi bất ngờ điều này nha. Thông qua những hành động và lời nói thì Hoàng Trung và Bích Nhu dường như thật sự bật đèn xanh cho nhau. Quân Đạt và Kaka đều lựa chọn nhau để hẹn hò. Thế nhưng bất ngờ có sự xuất hiện của người thứ ba. Để em xin lòng. Ủa? Xin lòng. Em ở đâu ta? Được ngồi cạnh idol. Okay. Ủa sao tự nhiên em gặp hai người nhờ, bất ngờ hay nè? Thì anh có chuyện muốn bàn với hai người luôn. Gì, hai người luôn? Ừ. Anh sẽ nói ngắn gọn cái kế hoạch của anh thôi, rồi sau đó hai người, cứ tiếng chuyện của hai người, anh sẽ đi về phòng trước. Anh nói đi, em sẽ giúp. Là vì sau khi hôm qua anh đã trao đổi với mọi người ở ngoài nhà anh xong rồi, thì anh đã có một câu nói chuyện mỏng với anh Đông trong phòng. Cái bắt đầu anh mới hỏi anh là có sợ ma không? Anh kêu là rất là cũng sợ chứ. Anh hỏi là ủa, bên đạo của em cũng sợ nữa hả? Anh kêu sợ chứ. Cái bắt đầu anh hỏi là ủa, vậy biết là nữ có bên đạo giống em không? Cái mà anh mới nói anh bị sững sờ, anh kêu ủa, anh thật sự không biết hả? Vô tình đúng không? Đúng rồi. Chết. Bây giờ hôm nay là tối hôm qua thật sự anh mới biết á. Là cái phút 90 anh mới biết cái vấn đề đó luôn á. Cái bắt đầu anh chốt câu luôn, vậy hả? Vậy anh cứ quyết định của anh thôi. Nghĩa là anh cũng đang lưỡng lự cái gì đó. Ghê hả? Không biết suy nghĩ gì hết. Bây giờ quan trọng là anh quyết định cái gì thôi. Có thể là hôm nay anh đã nói gì với Trâm rồi, có thể là vậy. Mình không biết là khúc cuối tội tình là như thế nào. Tính ra là em nghĩ là hai người đó chắc ăn nhất á. Anh mang thiệt luôn, nhưng mà anh tính làm cái gì? Tại vì anh nghĩ á nè, là anh không có gọi là cho được những cái mà tươi đẹp trong cuộc sống của Trâm lắm, cho nên là anh nghĩ là anh sẽ tặng hết cho Trâm những cái mà anh nghĩ là sau này á, khi mà mệt mỏi trong công việc hay là buồn bực trong cuộc sống á, thì Trâm có thể tua lại và coi là đã có một người dành hết tâm tư và cảm xúc cho Trâm vào cái thời điểm đó, để biết là Trâm không có một mình. Còn mà việc Trâm quyết định như nào thì anh đã không có nghe. Tức là chuyện anh sẽ tỏ tình Trâm. Đúng rồi. Nhưng mà em nghĩ á là anh phải cho Trâm thấy là anh là có thể làm được cái việc là từ một con người phức tạp trở thành một con người đơn thuần hơn. Trở về phòng sau những tiết lộ đầy hoang mang, Thiện Long đã quyết định gặp Duyên Đinh Đông, là người đang cùng vướng vào cuộc tình tay ba với Vương Trâm. Em thật sự thì ban đầu em không biết em cần gì, nhưng tới khi ngày hôm qua anh nói là em phải làm cái mà em nghĩ em đúng, thì em hiểu em nói cần gì rồi đó. Ok, cần gì thì giờ nói luôn đi, nói đi anh nghe thử. Thì em không biết là anh suy nghĩ như nào, nhưng mà em biết là cái người con gái mà anh có cảm xúc nhiều nhất là Trâm. Nhưng mà cái tiếp người con gái anh thích là kiểu gái của Nhu. Anh dễ lộ ta. Thì đó, tới khi bắt đầu đi Cần Thơ á, em thấy là anh đã có cái điều anh làm rồi, cho nên là em rất là hài lòng về điều đó. Giờ hiện tại em muốn cái gì anh vẫn chưa nắm được đấy. Thì giờ em biết em muốn làm cái gì rồi, cho nên là em nghĩ là anh sẽ thông cảm nếu như là vô tình nha, là em sẽ tỏ tình chung với một cô gái mà anh đã tỏ tình. Tại vì em với Trâm là hai đứa cùng một tôn giáo và hai đứa đều cùng có một cái suy nghĩ về tình yêu. Cho nên là rất là dễ để thay đổi cái định nghĩa tình yêu của hai đứa cho nó phù hợp. Cho nên là nếu mà Trâm có về với em đi nữa thì em nghĩ là em sẽ cố gắng hết sức để Trâm xứng đáng được những cái mà Trâm đang mong đợi. Bình thường. Đúng không? Đó là cuộc sống mà, phải có cạnh tranh thì mới biết trân trọng. Thì em chỉ sợ là kiểu nếu mà sau này cái đầu anh em mình khó nhìn nhau, nhưng mà sương mệt quá khó nhìn nhau gì. Anh đã biết chú là thấy lấp lõm từ ngày 4 ngày 5 rồi. Nhưng mà cơ bản anh muốn là ví dụ như Trâm đi, nói thẳng luôn là Trâm, thì Trâm sẽ là người từ sự lựa chọn thôi. Vì Trâm đáng được trân trọng, xứng đáng được nâng niu và được chinh phục hai người đàn ông, anh và em. Cuộc tình tay ba này không chỉ có người trong cuộc mà người ngoài cuộc cũng bị ảnh hưởng. Khi mà Quân Đạt trở nên quan tâm đến Phương Trâm, để rồi tự ý lộ ra thân phận của mình,
Điều này vô tình dẫn đến mâu thuẫn cho cặp đôi bí ẩn. Gần 3 năm yêu nhau, tới thời điểm giờ chưa giờ được anh bảo vệ luôn. Nhìn Tú anh mắt em thất vọng, anh biết. Anh biết. Nói chung là anh xin lỗi em. Thôi, đừng xin lỗi. Em không thích. Tự nhiên là em nhớ lại cái ngày hẹn đầu quen nhau, mà lúc mà mình đi làm chung quán cà phê, kiểu bị ăn hiếp quá trời quá đất luôn. Kiểu bị ăn hiếp quá trời quá đất luôn. Xong rồi anh cũng ăn hiếp luôn. Sao anh tệ thiệt nhỉ? Sao đối với mọi người kiểu như anh hòa đồng, anh vui vẻ tất cả mọi người làm sao? Đúng là trước đây anh là một cái người rất là vô cảm, rất là ít nói, trầm tính, rất là vô tâm. Kể không phải kể cả bạn bè, kể cả gia đình anh luôn. Thật sự em là một gương mặt rất lớn trong cuộc đời của anh. Anh nghĩ nếu mà anh không gặp em, có thể bây giờ anh sẽ không được tốt nhất đối với hiện tại. Nếu mà anh không gặp em thì có thể là ngay cái thời điểm lúc này là anh vẫn còn là một người vô cảm. Đôi khi anh cảm nhận được nha, đối với người mình yêu anh rất là dở. Anh cần một người biết quan tâm, biết chia sẻ, biết tin tưởng vào tình yêu. Nhưng thực chất anh lại là người rất là dở với cái việc đó luôn. Em nói với anh tới bây giờ không thuyết phục đâu. Em nghe những điều này anh nói gần ngàn lần rồi, còn gì nữa hả Đạt? Nói chung là anh xin lỗi em rất là nhiều. Anh đừng xin lỗi, em mệt lắm. Em không cần gì hết á. Quá đủ rồi, em thấy hối hận khi quen anh rồi. Anh suốt ngày cứ đi thấu hiểu anh, chia sẻ với người khác. Người yêu anh thì sao? Anh tính làm vậy tới bao giờ hả Đạt? Thà là anh không tốt với em, anh không tốt người ngoài luôn, còn đỡ tủi thân á. Em biết là anh ham vui á. Dạ. Anh bị bệnh ham vui á. Khi mà anh ham vui rồi anh không biết người yêu anh nữa. Ngày xưa em mới nói em có cảm giác bị ăn hiếp là vậy á. Có đứa con gái nào á mà bị như vậy không? Em hỏi thiệt á. Có ai mà kỳ cục tới mức như em cố gắng tới bây giờ không? Em kỳ cục như vậy là vì ai vậy? Em vì anh. Nhưng mà cái đó là cái sai của anh thật sự. Cái sai là không rõ ràng cảm xúc đối với em. Dạ anh vẫn chưa rõ ràng cảm xúc hả? Quen 3 năm rồi mà chưa rõ ràng cảm xúc. Đây là không rõ ràng cảm xúc đối với tất cả mọi người ở đây. Nghĩa là anh hơi quan tâm tất cả mọi người mà không để ý tới cái cảm xúc thật sự của em. Đến thời điểm hiện tại, anh làm tất cả mọi người vui. Nhưng thực chất là đối với em, anh lại ít nói, anh lại tỏ ra rất là vu vơ với em. Tại vì anh biết chắc mình là cặp đôi bí ẩn, em là người yêu của anh, nên anh hơi lơ vấn đề đó. Thực sự là rất là... Em cố tình em nói là anh cứ lơ vấn đề đi. Sau khi hết rồi bắt đầu mình sẽ quan tâm nhau. Tới lúc đó đã hết, em đã kêu là bắt đầu xả rồi. Hay là bây giờ anh muốn là hình tượng của anh chỉ tốt mọi người thôi. Dạ đủ đối với anh rồi, anh thấy vui, sống này anh vui rồi. Nếu như vậy thì mình đâu cần phải quen nhau nữa. Bây giờ anh cần em cùng anh đi suốt quãng đường còn lại, thật sự. Thật, anh sẽ... em không muốn. Em không muốn. Quá đủ rồi. Thiệt á. Đáng lẽ em không nên đưa người yêu lên chương trình á. Thầy cô ơi, anh không cảm nhận được gì hết luôn hả Đạt? Em biết là em đưa anh lên chương trình này thì thật sự là trong cái sự nghiệp công việc sau này sắp tới của em là rất là khó khăn. Nhưng mà... Nên nói chung là sau chương trình này em có nhiều cái muốn nói với anh hơn. Không nói đây không tiện. Mình nói xong rồi đó. Vậy. Sai của mình trong chương trình này là mình đã quá cố gắng ẩn thân, cứ hòa đồng vui vẻ với mọi người, tự nhiên quên lãng với người yêu mình. Thực sự là rất là vô tâm với người yêu nha. Không hiểu cái tính đó là cái tính gì ở trong con người mình luôn á. Không phải trong chương trình đâu mà ở ngoài, khi mà ở những cái chốn đông người này nọ, mình rất là biết sao, là mình rất là ngại thể hiện tình yêu, không biết sao nó kỳ vậy. Đôi khi mình thấy mấy người mà nắm tay ôm nhau đi trước đám đông trong siêu thị, rồi ở kia mình thấy quan sát mình là ôi sao mà nhìn sao sến xuống rồi sao. Tình yêu thì những cái biểu cảm đó mình cứ gì nha, mình thể hiện thôi chứ đâu có cần phải trước mọi người mà phải thể hiện kiểu đó. Thì bây giờ mình nhận định cái đó đối với mình thật sự là sai. Đúng là ngay từ đầu mình nên thể hiện, nên quan tâm trước mặt tất cả mọi người luôn. Ngay từ đầu là nên vậy, chứ không phải là
đến giờ mới nhận ra. Và mình cũng hy vọng là cái lần nhận ra như thế này nó sẽ không trễ với mình. Mặc dù đối với bé ca là rất là muộn, mình biết bây giờ trong đầu mình không còn nghĩ gì ngoài bé ca nữa hết. Thật sự điều này là điều trong lòng mình. Và bây giờ mọi người có đoán, có nói này nọ mình sao cũng được, ăn bao nhiêu cú chửi, ăn bao nhiêu cú drama cũng được, không sao. Mình chỉ muốn ở bên ca ca thôi. Khi mà Quân Đạt trở nên quan tâm đến Phương Trâm, để rồi tự ý lộ ra thân phận của mình, điều này vô tình dẫn đến mâu thuẫn cho cặp đôi bí ẩn. Mà quan trọng nhất lúc này chính là sự cảm nhận và thấu hiểu về nhau. Liệu cặp đôi bí ẩn sẽ vượt qua sóng gió này ra sao? Còn với Đinh Đông và Thiện Long, dường như tình thế đang thay đổi. Tuy nhiên, chưa ai thực hiện cuộc hẹn riêng của mình với Phương Trâm. Họ sẽ tận dụng cơ hội cuối cùng này như thế nào? Còn riêng cặp đôi Hoàng Trung và Bích Nhu thì tình trong như đã mà mặt ngoài còn e. Hãy cùng theo dõi vào tuần sau. Chẳng có ai biết được trước tương lai, điều gì sẽ đến mỗi sớm mai. Nghĩ trong đầu